Lê Thanh Vân cấu kết với Lưu Bình Nhưỡng dẫn đến sai phạm. Quý vị thân mến, thời gian qua, liên tiếp các vụ án lớn có sự móc nối hậu thuẫn của nhiều doanh nghiệp, cán bộ, từ trung ương đến địa phương đã được triệt phá, để lại nhiều điểm đáng suy ngẫm. Nhưng có thể nói đây chính là sự thể hiện rõ nét và sinh động của tư tưởng biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế, nói đi đôi với làm, của kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, phát hiện xử lý của Đảng. Điều này cũng chứng minh rõ ràng cho việc thực hiện nghiêm tư tưởng chỉ đạo, quan điểm về công tác phòng chống tham nhũng. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Trước hết, đó là việc xử lý nghiêm các cán bộ cấp cao của nhà nước. Họ đã phải nhận những hình phạt nghiêm khắc bởi hành vi của người có chức vụ quyền hạn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đó vì vụ lợi, hành vi tham nhũng. Quý vị thân mến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng nhấn mạnh về việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, đau lòng. Nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, thượng tôn pháp luật của nhà nước, sự trong sạch vững mạnh và uy tín của tổ chức Đảng, ý nguyện của nhân dân nên chúng ta phải làm kiên quyết, làm kỷ luật một vài người để cứu muôn người và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Theo tinh thần Bác Hồ đã dạy, cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây. Mới đây nhất là vụ việc đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân và đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bắt tạm giam. Diễn biến bắt giữa hai vị lãnh đạo này xảy ra sau khi Công an tỉnh Thái Bình điều tra mở rộng vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Cụ thể, các cơ quan truyền thông của Việt Nam đồng loạt phát đi thông tin Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 đã thông qua nghị quyết số 1090 về việc đồng ý khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc, đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nghiêm nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường vụ Ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15. Thông tin này đã gây sửng sốt cho dư luận và giới truyền thông. Như chúng ta đã biết, ông Lê Thanh Vân và ông Lưu Bình Nhưỡng là hai đại biểu được cử tri dư luận và một số cơ quan truyền thông ca ngợi, là những đại biểu Quốc hội có quan điểm và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng với tham nhũng tiêu cực. Không quá lời khi có những ý kiến cho rằng, cử tri cả nước theo dõi những buổi truyền hình trực tiếp, các phiên chất vấn của Quốc hội, đặc biệt là mong muốn nhìn thấy bảng đăng ký chất vấn của đại biểu Lê Thanh Vân và đại biểu Lưu Bình Nhưỡng giơ lên, bởi đó là những câu hỏi được đánh giá như khẩu đại pháo nã vào nghị trường Việt Nam, gai góc mãnh liệt trên nghị trường như vậy. Nhưng thật chớ trêu thay, đại biểu Lê Thanh Vân bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép khởi tố bắt giam do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm, phạm tội cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại tỉnh Thái Bình, đã được xác định là ông Lê Thanh Vân có liên quan khi thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo quy định tại Điều 358 Bộ Luật Hình sự. Vụ án đang trong quá trình mở rộng điều tra, chưa hoàn tất cáo trạng, nên cử tri và dư luận cả nước chưa được biết chi tiết hai ông Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân đã móc ngoặc với nhau và có những hành vi bao che tiếp tay cho tội phạm ra sao. Nhưng chỉ với việc hai ông cùng liên quan đến một vụ án khiến cử tri và dư luận cả nước rất thất vọng. Ông Lê Bình Nhưỡng đã bị khởi tố từ ngày 14 tháng 11 năm 2023. Kết quả điều tra cho thấy, ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản trong thời gian giữ chức vụ đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng đã có những hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định được số tiền trục lợi hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Ông Lưu Bình Nhưỡng đã bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng. Ông Nhưỡng bị bắt là do liên quan đến vụ án Cường Quắt. Cường là một trong những đối tượng có 3 tiền án là băng nhóm xã hội phức tạp đã thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Thông qua việc Cường và đồng phạm tự ý xác lập các quyền sở hữu trái phép như cắm cọc, lập vây, lập chòi các bãi chiều có diện tích khoảng 180 ha, gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được với giá 1.500 đồng trên 1 mét khối nhân với 700 mét khối trên một tàu, theo phương thức đếm tàu tính tiền. Tức là một tàu vào khai thác khoảng 700 mét khối, muốn đi qua bãi của Cường phải nộp 1.500 đồng trên 1 mét khối cát. Quá trình cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp, Cường đã bị một số nhóm đối tượng xã hội cản trở, gây khó khăn dẫn đến việc chiếm đoạt được tiền của doanh nghiệp bị hạn chế. Do có mối quan hệ từ trước, ông từng nhận Cường là cháu, Cường từng nói ông Nhưỡng là bố nuôi.
đối tượng Cường đã nhờ ông Lưu Bình Nhưỡng can thiệp tác động với cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình để các nhóm xã hội này không gây sự, gây khó khăn nữa. Sau đó, Cường tiếp tục thực hiện việc cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp. Hành vi phạm tội của bị can Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm với vai trò là giúp sức để Phạm Minh Cường cưỡng đoạt tài sản theo khoản B, điều 170 Bộ luật hình sự. Việc khởi tố bị can bắt tạm giam bị can Lưu Bình Nhưỡng được dư luận xã hội và cử tri quan tâm. Các thế lực thù địch phản động, các đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước, những thế lực xấu đã lợi dụng vụ việc này để tung hô, lấy cớ xuyên tạc, vu khống, vu cáo, chống đảng, chống nhà nước. Đây là một trong những luận điệu kích động xuyên tạc thường thấy của các thế lực thù địch nhằm đánh cháo bản chất vấn đề. Còn đối với ông Lê Thanh Vân, sinh năm 1964 tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi học xong trung học phổ thông, ông nhập ngũ phục vụ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1984, ông gia nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1985, ông là công nhân trại giống cây trồng huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Từ năm 1985 đến năm 1989, ông là sinh viên, ủy viên thường vụ, Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Luật Hà Nội. Năm 1990, ông về công tác tại Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, sau đó đổi thành Văn phòng Quốc hội và là chuyên viên vụ hoạt động đại biểu dân cử, sau đổi thành vụ công tác đại biểu. Năm 2003, ông được bổ nhiệm làm phó vụ trưởng. Năm 2008, ông đảm nhiệm chức vụ vụ trưởng giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Năm 2010, ông được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm làm phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhưng việc ông Lê Thanh Vân bị khởi tố lại thu hút được sự quan tâm đặc biệt lớn của dư luận, đặc biệt là những cử tri thường xuyên theo dõi các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan Quốc hội. Bởi lẽ, ông Lê Thanh Vân là đại biểu Quốc hội 3 khóa liên tiếp, từ khóa 13 năm 2011 cho đến nay, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân để lại rất nhiều các ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri với những dấu ấn đậm nét trên nghị trường. Đặc biệt là các phiên chất vấn các thành viên chính phủ, đại biểu Lê Thanh Vân có những câu hỏi đi thẳng vào vấn đề cực nóng, rất nhạy cảm, khiến các bộ trưởng rất lúng túng, thậm chí lãnh đạo chính phủ phải trực tiếp làm rõ đặc biệt vấn đề với thanh tra kiểm toán và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Quý vị thân mến, ông Lê Thanh Vân tuy đã có những đóng góp tốt, có nhiều kiến nghị về những vấn đề xã hội phải ghi nhận. Tuy nhiên, một người có thể đứng chỗ này, đúng chỗ khác, nhưng không giữ gìn thì khi vướng mắc cũng phải xử lý. Ông Lê Thanh Vân có vi phạm, phạm tội thì cũng phải xử lý việc khởi tố và xử lý hình sự, thể hiện được quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là không có vùng cấm, không phải là nguyên đại biểu Quốc hội hay người nổi tiếng vi phạm pháp luật thì được miễn trừ. Bất cứ ai nếu vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trương Mỹ Lan tiếp tục bị truy tố trong vụ rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng vượt biên giới. Cựu bí thư thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải có liên quan hay không? Thưa quý vị, ông cựu bí thư thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải tội to tài đình, ngoài dùng bàn tay sắt chỉ đạo các cấp chính quyền cưỡng chế thu hồi đất, khiến hàng ngàn hộ dân không cửa nhà ở Thủ Thiêm. Ông còn vướng vào các đại án lớn như AIC, Vạn Thịnh Phát. Theo báo Nghệ An 24h.vn, vừa qua cựu bí thư thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải bị cách hết chức vụ trong Đảng do có các sai phạm nghiêm trọng liên quan đến vụ án AIC, Vạn Thịnh Phát. Ông Hải sinh năm 1950, quê quán xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trình lý luận chính trị cao cấp, trình độ học vấn cử nhân kinh tế, cử nhân văn chương. Ông nguyên là ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 9, 10, 11. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10, 11, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 10 năm 2015. Tháng 3 năm 2020, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 41, mùng 6 đến mùng 7 tháng 5 2024, ông Lê Thanh Hải đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng ở các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, khiến nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự. Vụ án Vạn Thịnh Phát có thể được coi là vụ án có những sai phạm kỷ lục trong lịch sử tố tụng của Việt Nam cho đến nay, với những vi phạm kéo dài hàng chục năm và một hệ thống ngân hàng hoạt động chỉ nhằm mục đích huy động vốn phục vụ cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hàng ngàn công ty con. Những sai phạm mang tính hệ thống đều được chỉ đạo, điều hành bởi bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch của Vạn Thịnh Phát. Và trong số những bị can bị khởi tố điều tra trong vụ án này, phần lớn là thân tín, là những người giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan, tổng cộng là 86 bị can. Và vụ án Vạn Thịnh Phát cũng xác lập những kỷ lục về số tiền sai phạm, số tiền nhận hối lộ, số tiền tham ô và kể cả số bị hại.
bà Trương Mỹ Lan là người có vai trò cao nhất, đạo diễn việc rút ruột hơn 1 triệu tỷ đồng từ SCB, qua đó chiếm đoạt 498.000 tỷ đồng, số bị hại của vụ án này cũng lớn nhất trong lịch sử tố tụng với hơn 42.000 người. Vụ án ở Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 41 cũng cho biết, ông Lê Thanh Hải và Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân Thành phố và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng ở các gói thầu, dự án do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện, khiến nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự. Án tại công ty AIC được Viện Kiểm soát kết luận là một minh họa điển hình cho lợi ích nhóm, nhóm lợi ích. Đó là sự cấu kết, thông đồng giữa doanh nghiệp với người có thẩm quyền vì lợi ích vật chất đã thực hiện trái quy định của pháp luật, tạo điều kiện để doanh nghiệp trục lợi, gây thiệt hại cho nhà nước. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty AIC, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Các sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC đang bỏ trốn và bị truy nã, cũng bị khởi tố trong vụ án này. Bà Nhàn trước đó cũng bị khởi tố trong hàng loạt vụ án liên quan đến sai phạm đấu thầu ở các tỉnh thành khác. Cơ quan tố tụng cáo buộc bà Nhàn trong quá trình điều hành công ty AIC đã chỉ đạo nhiều thuộc cấp thông đồng với lãnh đạo một số địa phương, móc ngoặc với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các công ty quân xanh, thậm chí là hối lộ các quan chức, lãnh đạo để đảm bảo AIC được trúng thầu, cung cấp thiết bị y tế, giáo dục, dự án khu đô thị Thủ Thiêm. Trước đó vào năm 2020, Bộ Chính trị đã quyết định cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Lê Thanh Hải do sai phạm liên quan tới dự án khu đô thị Thủ Thiêm gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố, gây bức xúc trong xã hội. Sai phạm nghiêm trọng trong quá trình triển khai thực hiện dự án khu đô thị Thủ Thiêm chính là quyết định xé nát 160 ha đất tại định cư của người dân bị giải tỏa, mà ông Lê Thanh Hải là người chịu trách nhiệm chính. Thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ về vụ việc này như sau: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm các quy định của pháp luật trong việc lập, trình, phê duyệt quy hoạch và thu hồi đất trong phạm vi khu tái định cư 160 ha thuộc 5 phường đã được Thủ tướng phê duyệt. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt quy hoạch, chấp thuận chủ trương tạm giao, thu hồi và giao đất cho 51 dự án với tổng diện tích 144,6 ha để đầu tư kinh doanh nhà ở, văn phòng, khu vui chơi, giải trí, công trình công cộng. Sau khi Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch khu tái định cư, hậu quả là Thủ Thiêm không đủ đất để bố trí tái định cư theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dẫn đến làm phá vỡ quy hoạch được duyệt. Việc cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải tùy tiện xé nát 160 ha đất tái định cư, không thực hiện đúng chỉ đạo tái định cư phải sát hoặc liền kề khu trung tâm của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định 367 đã gây bức xúc và phẫn nộ cho người dân bị giải tỏa vì phải hy sinh nhà đất để làm dự án mà không được hưởng bất kỳ lợi ích gì dự án mang lại như chủ trương nhân văn ban đầu của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại quyết định 367. Nghiêm trọng hơn, chủ trương của ông Lê Thanh Hải còn dẫn đến việc thu hồi đất tràn lan của người dân ở các nơi khác như khu Nam Rạch Chiếc, khu Thạnh Mỹ Lợi để phục vụ tái định cư cho dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, dù không có quy định nào từ Chính phủ cho phép Thành phố Hồ Chí Minh làm việc này. Sàm Tăng Thích Trúc Thái Minh dựng chuyện hoang đường từ 14 kiếp trước được thuyết giảng tại Chùa Ba Vàng nhằm giáo dục các em học sinh trong khóa tu mùa hè khiến cả nước bức xúc. Gần đây, mạng xã hội lan truyền một clip với nội dung ghi lại tại khóa tu mùa hè của Chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh. Người xuất hiện chính trong clip là bà Phạm Thị Yến và một em học sinh tên KL. Bên cạnh là thầy Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng. Ngồi bên dưới nghe thuyết giảng là hàng nghìn trẻ em tham gia khóa tu. Đáng chú ý, trong clip, học sinh KL nức nở khóc, còn bà Yến đứng bên cạnh và kể lại một câu chuyện được cho là đã diễn ra từ 14 kiếp trước của học sinh này. Lời kể của bà Yến cho biết, trong 14 kiếp trước, bạn KL là người có nhà cạnh chùa nên muốn lấn chiếm phần đất của chùa. Còn oan gia trái chủ của KL là một vong linh, một cô gái rất đẹp trong làng. Trong kiếp đó, KL đã rủ, mua chuộc vong linh đó, tối tối đến trước cổng chùa trang điểm và hát hò.
làm cho ba người sư ở trong chùa vì tuổi còn trẻ bị động tâm. Bà Yến kể thêm, khi các sư bị động tâm và lấy tiền chùa cho vong linh tiêu, chính vì thế vong linh đó nhiều kiếp bị làm gái lầu xanh. Còn KL chỉ có ý định chiếm đất của chùa nhưng đã biết sám hối ở kiếp đó và không tiêu tiền của chùa nên được làm người, bà Yến nói. Người này giải thích, do kiếp trước KL khởi ý dù vong linh khiến nó làm việc ác nên kiếp này vong linh oán và thành oan gia trái chủ của KL. Từ trường hợp của KL, bà Yến nói với các học sinh đang theo học khóa tu là ai có ý định rủ người khác làm việc ác thì người đó có tội rất nặng và người làm theo tội cũng nặng. Đáng chú ý, người này cho rằng do nhân duyên sám hối mà KL được sinh ra trong gia đình có bố mẹ cho đi chùa tu tập. Đồng thời ở chùa có các quy định khiến cho các em tu một tuần sẽ tiêu được rất nhiều nghiệp. Như thế KL sẽ tiêu được nghiệp trong đời này như những trật vật trong đường tình duyên và đường hạnh phúc gia đình nếu không có thể bị hãm hiếp hoặc bị lấy rất nhiều chồng mà toàn những người phụ bạc không tốt với mình, bà Yến nói. Người này còn nói do KL không tuân thủ, vi phạm nội quy khóa học, đánh phấn son, cho nên oan gia trái chủ này mới về báo oán. Dù nói KL bị báo oán, song bà Yến lại cho rằng báo oán lại rất hạnh phúc vì nó báo oán ở ngay chùa nên hôm nay sẽ được giải. Vong linh hôm nay muốn thầy Thích Trúc Thái Minh quy y cho nó, cả tín chủ và vong linh phải sám hối thầy, sám hối trước đại chúng thì nghiệp mới tiêu được. Và KL sau đó phải làm công quả 7 ngày ở chùa. Nên khóa sau mà KL về đây làm tình nguyện viên, luôn đi nhắc nhở các em không được trang điểm để lấy đó làm công đức để hồi hướng, bà Yến nói. Đồng thời giải thích thêm, nếu như trong một tuần này các em tuân thủ quy định thì nghiệp của các em tiêu đi một phần, các em càng đến nhiều thì càng tiêu được nhiều phần ác duyên, ác nghiệp. Cuối video, Thích Trúc Thái Minh yêu cầu bà Yến dẫn KL ra sám hối thầy. Tiếp đó bà Yến đưa KL đi xuống và yêu cầu cả đại chúng, tất cả các em nhỏ cùng quỳ để sám hối nghiệp này nếu có. Tiếp theo diễn biến của câu chuyện trên, phóng viên báo Công Thương đã tìm được hai video thứ hai ghi lại cảnh khi bạn KL quỳ sám hối trụ trì chùa Ba Vàng. Thích Trúc Thái Minh nói với nữ sinh này, trong 14 kiếp trước, con cùng vong linh khởi những tâm bất thiện với Phật Pháp Tăng như muốn cướp đất chùa, chọc ghẹo chư Tăng, làm cho ba vị Tăng hoàn tục, nên vong linh bị mất quả áo, nhiều kiếp đau khổ, làm gái đầu xanh. Còn KL, nếu hôm nay không về chùa tu khóa tu này, không sám hối thì sẽ gặp quả báo, vất vả vô cùng trong đường tình duyên, phải lấy nhiều đời chồng và gặp những người chồng vũ phu. Có thể nói đây là câu chuyện hoang đường, nhảm nhí không thể có thật. Tuy nhiên qua lời kể từ bà Yến, thêm vào đó là sự đồng tình của Thích Trúc Thái Minh, một vị tu sĩ thường xuyên giảng bài Phật Pháp cho hàng nghìn Phật tử, đã khiến nhiều em nhỏ vỗ tay, hoan hỉ, tán dương và tin tưởng vào câu chuyện này. Hiện chưa xác định được nguồn gốc cũng như thời điểm của các video trên được ghi lại. Tuy nhiên phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng bày tỏ bức xúc khi ngôi chùa này thuyết giảng và kể chuyện cho các em thiếu niên những câu chuyện hư cấu, hoang đường như vậy. Tài khoản AV bày tỏ phẫn nộ, một lũ khốn nạn, tiêm nhiễm mê tín dị đoan với con trẻ để moi tiền phụ huynh. Tương tự, tài khoản TN nói, bố mẹ ngu ngục mới đưa con mình đi dự để chúng bị đầu độc, ngồi sọ nhàm nhí như thế này. Tài khoản VN, gửi các con vào môi trường này để học cách lươn lẹo, rồi xã hội thêm lừa lọc sao, thế hệ sau rồi hỏng hết. Còn tài khoản TNC cho hay, có vong nhập hay không thì không biết, nhưng nên tách riêng mảng chùa Phật và cúng vong, vì đạo Phật không có chuyện nhập vong, nhập quỷ, nhập thần. Trước khi trưng bày xá lợi tóc Phật, thầy quên không xem ngày. Nghiệp quả quấn thân thế này thì bao giờ mới lên tới Niết Bàn? Sư Thích Trúc Thái Minh bị kỷ luật vì trực tiếp liên quan đến việc tổ chức trưng bày vật thể được cho là xá lợi tóc Đức Phật và đã nhận lỗi trước giáo hội, tăng ni và Phật tử. Đây là kết quả của cuộc họp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Như vậy, trong vòng 5 năm, Sư Thích Trúc Thái Minh đã 2 lần bị kỷ luật, lần trước bị đình chỉ tất cả chức vụ giáo hội. Đi tu là để sửa mình, mà anh Vũ Minh Hiếu cứ liên tục khiến dư luận dậy sóng, ảnh hưởng đến hình ảnh của Phật giáo, nhất là các vị chân tu đến mức bị kỷ luật. Mà bản chất lỗi của lần trước và lần này đều là gieo mê tín, gạt tiền thật. À đấy, giờ kỷ luật rồi, xin lỗi rồi, thì cái công văn đanh thép của anh Sư Hiếu về việc đưa tin chùa Ba Vàng mua cỏ pili
làm xá lợi giả để lừa đảo nhân dân, Phật tử là hành vi đưa tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của chùa Ba Vàng sẽ ra sao? Vì nếu không phải có Pili, sao anh Hiếu xin lỗi? Xin lỗi rồi có rút lại công văn đó hay không? Ở ngoài xã hội, giám đốc công ty như anh Minh mà hai lần kỷ luật trong 5 năm là bị điều chuyển hoặc mất chức đó. Facebook Đỗ Duy Ngọc bày tỏ, phải công nhận ông thầy chùa Thích Trúc Thái Minh ở chùa Ba Vàng là tay lắm trò và cũng phải công nhận là dân ta mê muội quá xá. Kiếm đâu được một sợi gì đấy và cho rằng đó là sợi tóc của Đức Phật cách đây đã hơn 2.600 năm trước. Thế là bá tánh ùn ùn kéo về chiêm bái, thu lợi biết bao nhiêu. Báo Thanh Niên còn phụ họa theo. Theo đại diện chùa Ba Vàng, xá lợi tóc của Đức Phật có khả năng chuyển động như một vật thể sống. Xá lợi tóc với hình dạng giống một sợi tóc bình thường nhưng lại uyển chuyển qua trái, qua phải, quay tròn, cong lên rồi cụp xuống mà không hề có một sự tác động nào. Thậm chí khi gặp vật cản, sợi tóc còn có thể tự bật ra ngoài. Đến nay khoa học vẫn chưa thể lý giải việc một sợi tóc mấy nghìn năm không hỏng lại có thể chuyển động như vậy. Ôi trời ơi, thế kỷ 21 rồi mà sao người ta còn tam tối thế? Và sao nhà nước vẫn để đám thầy tu bày ra những chuyện mê tín tung hoành mãi vậy? Đạo Phật giờ đây rất nhiều nơi toàn lắm chuyện tầm phào và những bài thuyết pháp tào lao. Nhà chùa không còn là chốn tu hành mà chỉ là chốn để làm tiền và tuyên truyền những trò nhăng nhít. Thế mà vẫn có người tin mới lạ. Xem các clip dân chúng nói sư Thích Trúc Thái Minh đi khất thực Đài Loan, Nhật Bản về, clip dân tình đến khóc rưng rức, bái lại thành kính cái xá lợi tóc Phật ở chùa Ba Vàng, mình ngờ ngợ. Nước Nam ta khi sắp sửa có thánh nhân ra đời để cứu vớt nhân dân khỏi kiếp lầm than vì cơm áo gạo tiền. Chưa bao giờ được chứng kiến những cảnh như vậy, dù là ở các buổi lễ trọng nước nhà khi cụ chủ lò giá lâm hay các ông chủ, ông thượng, kinh lý các nơi, dân ta thấy cứ nhơn nhơn, chả ai giỏ giọt nước mắt nào cho nó gọi là thắm thiết. Đằng này, từ trẻ đến già quỳ sụp dưới chân sư Minh, mắt ngước người xỉu, đầy ngưỡng vọng thiết tha. Giá sư lúc ấy bảo, có nhớ trước gần 1.000 Phật tử chiều tối ngày 21 tháng 3, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, khẳng định không thể phủ nhận chuyện tâm linh được. Vị trụ trì trích nhiều câu chuyện trong kinh sách và nhấn mạnh, khi theo Phật, chúng ta biết rõ có thế giới tâm linh. Khi có thế giới tâm linh, thì có thế giới vong hồn, ngạ quỷ và thực tế. Trong giáo lý nhà Phật cũng đã khẳng định việc này. Trụ trì chùa Ba Vàng nói thêm, vong linh về xin người nhà cúng dường cho chư tăng để hồi hướng cho siêu thoát và việc này đã được nhắc trong kinh sách của Đức Phật. Vong linh thường không dùng được những đồ thế gian này đâu, mà nó cần phước báu, mà phước báu này phải cúng dường tam bảo thì mới sinh ra được cái quả phúc này. Bài kinh này nói rất rõ, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh nói. Tại buổi pháp thoại này, vị trụ trì chùa Ba Vàng nhấn mạnh, chùa chúng ta cũng có giải oan trái chủ, có những truyền thuyết có thật. Chùa chúng ta giải được là do năng lực của chúng ta. Việc giải oan giúp người thỉnh biết được nhân quả, biết được mình làm gì nên giờ nhận quả báo, từ đó sợ không làm việc ác nữa, rồi làm việc thiện để tích đức. Cũng theo vị trụ trì, vong linh về xin người nhà cúng dường cho chư tăng để hồi hướng cho siêu thoát và việc này đã được nhắc trong kinh sách của Đức Phật. Bản thân các thánh tăng vẫn thường động viên những gia đình nghèo khó, càng phải nên cúng dường để có thể thoát nghèo. Vong linh thường không dùng được những đồ thế gian này mà nó cần phước báu. Mà phước báu này phải cúng dường tam bảo thì mới sinh ra được cái quả phước báu. Phước báu thì có thể tạo dựng bằng tài trí hoặc làm công quả. Trụ trì chùa Ba Vàng giao giảng.